chà bá luôn. Vô mấy đàn con này khủng lắm rồi. Lời nói đầu tiên cho phép phát gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị và các bạn. Lời chúc sức khỏe và chào ăn hơn nhất. Sáng nay mình thăm bẫy chuột nha các bạn. Chưa bước lên bến nữa. Còn ngồi lên ghe nha các bạn. Mới ra và xong vô. Rồi. Mình xách cái giỏ lên mình đi luôn nha các bạn. Này cái nào dính thì mình nè, dỡ về. Còn cái nào không dính mình cứ để đó luôn nha các bạn. Neo luôn. Chơi lì luôn rồi. Bên đây có hai cái nha các bạn, hai cái mà hành thì coi nó cũng tối nó cắn các bạn, nó cắn vậy mà không biết bẫy có vô không à, nhiều khi cũng nổi ôn. Ý vô là con chuột cơm đó, nó mập ú, nó láng mướt cái lông luôn. Dính gì trời, láng mướt cái lông các bạn. Vô. Đầu tiên là bên đây còn cái sao mà đi ngược lại kia. Vô à, chục cơm nữa các bạn. Cơm. Hai cái 2 em. Rồi, anh quanh cái đó anh kia mình quay cho bạn xem tiếp nha. Tới cái thứ ba luôn các bạn. Vô nữa. Rồi chục cơm nữa. Chục lứa không các bạn. Béo múp lúa nó cũng ăn cũng được mớ nè. Vô họng 3 cái 3 em mà chưa thấy chuột cống nha các bạn. Mình chú ý mình phái cống nhum mà nó bự bắt nó đã, chuột cơm nhỏ bắt cũng đã. Dừng lại ra tới chỗ rồi quay. Ở đoạn này có 2 cái nha các bạn. Rồi, cái đầu đất quất mình phải không nhum nha các bạn. Đất quất cái đầu rồi đó, thấy tinh thần xuống nữa. Rồi cái 2 chưa dến luôn. Rút. Trước con cái nha bạn. Rồi chuột cơm nữa. Quải đàn 4 em. Đây mình dồn vô đang lấy cái bẫy trống mình đẩy tiếp nha các bạn. Mới dồn vô bẫy nữa. Đẩy nó hơi bự rồi. 2 con chuột mình dồn vô bẫy, 2 chuột dồn vô bẫy cho có cái bẫy mình đi đặt tiếp. Có gì mà cống nhum không thấy ta. Rồi sạch rồi. Cái bẫy bự này sập nha các bạn, mấy cái gì trong đây thôi à.
chục cơm nữa rồi các bạn ơi. Ờ cũng nhâm chà bá luôn. Vô mới là con này khủng lắm bạn ơi. Bẫy này mình bự lắm của mình nè. Ông nội thầy thấy. Trời ơi con này khoảng 1 ký các bạn ơi. Cái bẫy này phải 30 phân của mình nè. Con này gần cả ký á. Khủng lắm. Bẫy này bẫy đặt nha các bạn. Bẫy này bẫy làm tự mình làm á nên bảo đảm chất lượng lắm. Có công nhâm ký cái máy thì cũng vậy thôi à. Cũng không xảy được. Bẫy chợ thì nó mấy con này thì bẫy chợ chịu không nổi nha các bạn. Thì bẫy đặt mới chịu nổi miếng này thôi à. Tiếp tục bạn ạ. À. Bẫy này của mình vô chục cơm các bạn. Cơm này chắc cũng cỡ 2 đoạn mấy. Trời ơi, kẹt tiếng gái không đâu. Kẹt đuôi chứ mày kẹt tiếng gái mà. Vô. Còn không nhầm khủng các bạn. À, mình xuống ghe để tới điểm khác nha bạn. Điểm đầu rồi ok. 1, 2, 3, 4, 5 con chuột vàng nha các bạn. 50 cơm nè. Không còn không nhầm khủng nữa. Rồi, tới điểm khác mình quay bạn xem nha. Rồi, mình lên điểm mới rồi nha các bạn. Đi hầm luôn. Đó, đây chuột phá quá, mà lông. Kẹt đuôi thế mẹ hơn. Vô hè. Đầu tiên của điểm mới. Sập một cái. Phá trên. Chuột gì nó phá rồi. Hàng khủng các bạn ơi, hàng khủng. Gần như bích lòng. Anh đưa. Ủa. Từ xa thấy khủng lắm các bạn. Lại gần thấy cũng được, không khủng luôn. Mà cũng khủng á. Bẫy này mình bán cho bạn để bẫy sóc nha các bạn. Bẫy chuột ba lông cũng được. Nhưng mà bẫy chuột ba lông thì tuổi thọ nó mau nha các bạn. Ba lông này khá lắm. Bẫy chuột ba lông thì mau hơn. Nhưng mà bẫy gì ok á. Không vấn đề. Mấy cái này không ăn ha. Ờ phá. Môi hoài không à. Môi đau. Hai con ba lông vô nó làm quá. Đầy những chục cơm luôn. Hai đằng kia lón khón dính chục cơm nữa. Kẹt đuôi. Chục cơm nữa. Bảy bự bảy bảy ba lông mà vô chục cơm vài cưng. Để anh bắt chục ba lông với trời ơi. Cưng làm cái này chết rồi. Rồi đầu vô rồi, đen cái hũ gì đây. Rồi được, trọng mà không có bự. Bẫy sóc đây nha các bạn. Bẫy sóc có hai cái phen đây. Bẫy được chuột ba lông luôn. Ba em vào một chỗ. Chuột cơm.
chạy dằn dằn kiếm được cơm. Buồn luôn, dẫn luôn. Cái chuyện của cơm mà cũng bự lắm nha các bạn, cũng ok lắm á. Nó chơi thôi, cơm này ok á. Nữa. Bên đây một cái bẫy bị phá nữa. Đang còn cơm. Cơm này nó bị ngấu đá hay gì ta, ừ, nó tung nè, nó chơi hút quá liều các bạn, con này không được rồi. Ê, trục cơm nữa, đây, 27 kế bên các bạn, đặt ngủ đây, đây vô trục cơm mà, bên này không vô, cây cẩm này cẩm cực cứng. Lúc nó không lên lấy lúa hôm nay mình thăm vậy là xong rồi nha các bạn, trông dính nhiều nè, chuột cơm chuột ba lông vỏ luôn. Có gì này chắc về nhà mình mới cho bạn xem được nha, về nhà mình bỏ ra mình cho bạn xem. Mình xuống ghe mình đi về nha các bạn. Đổ quá, cái bấm nó không ăn, bấm gì nó không ăn, lau hết mồ hôi điện thoại mới bấm được mà. Mồ hôi rồi chứ ta. Về tới nhà nha các bạn, kết quả hôm nay của mình nè. Kết thúc video đây luôn nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhớ like và đăng ký giúp mình nhé các bạn.